Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp địa hình ngon bổ rẻ đến từ thương hiệu XDS, một trong những cái thương hiệu mà cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Có mặt trên thị trường thì cũng có một cái chỗ đứng rất là vững chắc rồi, thương hiệu XDS. Hôm nay về chiếc xe model Kiner 500 các bác nhé, tông màu xám xi măng và với màu xanh lá cây, cực kỳ là thể thao và rất là trẻ trung, cực kỳ là đẹp mắt. Khung nhôm, dây thì toàn bộ chạy âm sườn. Xe thì đang có giá bán với em chỉ còn là 6,8 triệu thôi các bác nhé. Và xe thì được trang bị một bộ vành lên đến kích thước là 27,5 inch. Phanh của xe thì được sử dụng là phanh dầu các bác nhé, phanh đĩa dầu cấu hình Shimano Atut 9 tầng lip và 3 tầng đĩa đạp cho 27 tốc độ khác nhau. Đấy, thì toàn bộ chiếc xe này là nhập khẩu nguyên zin hết 100% về các bác nhé. Đó, thương hiệu XDS, một trong những cái thương hiệu cũng rất là có chỗ đứng ở trên thị trường xe đạp rồi. Nhôm X6, sử dụng nhôm X6, tông màu xám xi măng rất là đẹp, tông màu này là cực kỳ hot này. Đấy, pha với cái màu xanh lá cây các bác nhé, trông chiếc xe cực kỳ là thể thao. Sơn xi thì còn tương đối đẹp các bác nhé, các bác có thể nhìn trên hình và đánh giá cái độ bóng mượt của xe thì còn rất là tốt. Chỉ có những cái vết xước nó đã qua quá trình sử dụng đây. Đấy, những cái vết xước nhỏ xước răm nó đã qua quá trình sử dụng không thể tránh khỏi thôi. Còn tổng thể xe thì còn tương đối là đẹp. Đấy, dây dợ là toàn bộ được chạy hết âm sườn rồi. Kể cả dây phanh dầu luôn các bác nhé. Đấy, phanh dầu chạy âm sườn luôn này. Đấy, hình xe Shimano Atut 9 tầng lip và 3 tầng đĩa đạp cho xe 27 tốc độ khác nhau. Trên phần ghi lông đây thì được sử dụng là bộ tay bấm và phanh 3 trong 1 các bác nhé, 3 trong 1 của Shimano luôn. Đấy, và cái phanh này nó là phanh dầu luôn các bác nhé. Đây, ống dầu này, heo dầu các thứ là được tích hợp hết ở trong này luôn, cả bấm xả lẫn phanh pháo là tích hợp 3 trong 1. Model Kiner, cái Mayer này thì em chưa xác định được nó là bi vòng, nó là bi vòng thôi nhá, bi vòng Mayer bi vòng luôn, bạc đạn. Bánh 27,5 inch, bánh lốp là nguyên zin theo xe rồi, lốp sử dụng quả lốp của Maxxis, quả này là nhân 2.0 các bác nhé, toàn bộ nguyên zin hết này, từ vành Kiner đây, rồi đến những cái chi tiết như là ghi đông của Ford này, hay là kể cả cái sừng ở đây, rồi đến cọc yên các thứ các bác nhé, nguyên zin hết 100%. Một con xe đang bán là 6,8 triệu với một cái cấu hình cực kỳ là ngon. Nó đủ nhu cầu cho các bác sử dụng chơi một chiếc xe có những cua gầu cơ bản như là đi thể dục hay là leo núi. Đấy, thì chiếc xe này nó cũng phục vụ rất là tốt. Và bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Đấy, size xe luật tân trục đạp khóa yên là 45 cm, thì khóa yên với tân phủ phốt là 56 cm, thì xe vừa đó như tiêu chuẩn 1m65 465 đến 745. Và phần chuyển động của xe các bác nhé, đi là mượt mà, chỉ nhẹ nhàng lên mà.
Shimano Aput với 9 phần mít và 3 phần đĩa, 27 chiếc bộ khác nhau, cực kỳ đầm lạnh. Và thì chiếc xe như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có giá là 6.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mọi người lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.